Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Kawasaki Ninja ZX-1R 2021 phiên bản Trung Quốc chính thức ra mắt thị trường. Chúng ta đã rất quen thuộc với các công ty của Trung Quốc đua nhau sao chép các thiết kế từ nhận xuất của Nhật Bản. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem hình ảnh về một cái mẫu xe mới CNCZ Ninja 500 2021. Sở chứng minh hình dáng rất giống với cái dòng đặc cạc Kawasaki Ninja ZX-1R đến từ hệ của Nhật Bản. Nhìn sơ qua, thậm chí dưới cái sự kiểm tra kỹ lưỡng, chúng ta rất dễ nhận thấy thiết kế của cạc Kawasaki Ninja ZX-1R. Tất cả mọi thứ từ kiểu dáng hùng hằng, đèn pha kép, thậm chí là cả màu xanh đặc trưng của nó đều được hoàn thiện trên cái mẫu xe hôm nay. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn nữa, có thể bạn rõ ràng thấy cái chiếc xe với một cái tên gọi là CNCZ Ninja 500 không giống hoàn toàn như các Kawasaki Ninja ZX-1R. Nó chỉ được trang bị cho mình một cái động cơ là 2 xăng 500cc tạo ra chỉ có 49 lực. Tuy nhiên, CNCZ Ninja 500 2021 sở chứng minh một cái dàn chân được xem là chất lượng nhất cái phần cúc 500 phần khối, chính là cái phục upsell bình dầu tương tự như cái dòng phục trên cái chiếc ZX-1R. Cái phục sau hiệu màu sắc, hệ thống phanh để kép hướng tầm ở trước, phanh sau để đường và dường như được tích hợp cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS. CNCZ Ninja 500 2021 sở chứng minh một cái mặt đồng hồ hiển thị cái dạng là LCD tương tự như cái chiếc là Kawasaki Ninja ZX-1R cái hệ trước. Tuy nhiên, giá bán của cái mẫu mô tô CNCZ Ninja 500 2021 thì vẫn chưa được phía nhà Trung Quốc tiết lộ thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.